Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Tôi quay trở lại với anh em ở đây. Từ nãy giờ tôi cũng đã chơi được một lúc rồi đấy. Nhưng mà tôi quên ấn quay màn hình anh em ạ. Quên ấn quay màn hình. Thì đây, nãy giờ tôi đã đang xây dở cái chuồng cho anh Long và anh Vinh ở đây. Đó, chuồng rất là đẹp. Ok anh em ạ, thì hôm nay là chúng ta sẽ xây nông trại anh em nhá. Đó, thì ok, thì trước khi bắt đầu video thì anh em hãy like và subscribe cho tôi với nhá. Nó free mà, nhưng mà nó rất là có ý nghĩa đối với tôi anh em ạ. Ok anh em, cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok. Thì đây, cái chuồng cho anh Long và anh Vinh thì nó sẽ là cái mô típ, nó sẽ là như thế này. Và bây giờ tôi sẽ cần đây rồi. Xây lên một cục đất ở đây anh em ạ. Đó, một cái chuồng rất là đơn giản và đẹp anh em ạ. Đấy, chắc chắn là tôi lại học từ một thằng YouTuber ở đó rồi. Tôi sẽ tệ lắm anh em ạ, nên phải học hỏi thôi. Rồi anh em ạ, bây giờ chúng ta sẽ từ từ cho tôi nghĩ em nào. Đúng rồi, nếu mà như vậy thì chuồng của mình vậy chắc phải sẽ cao bấy, bởi vì là anh em nhìn này, thì là cái vùng đất của tôi thì nó cứ theo hình bậc thang ấy, một tầng này, đúng không, thì nó cứ xuống như vậy là xây rất là khó ấy các bạn. Từ từ tôi nhảy cái đấy nhé. 1 2 3. Ok các bạn, chả lẽ mình lại xây nó lại nổi nó bay lên trên này thì trông nó hơi ngầu nhở. Xây nổi bay lên trên thì hơi ngầu. Từ từ cho tôi nghĩ tí anh em ạ, tính toán tí. Nhưng mà cũng đúng anh em ạ, mình cũng xây vậy đi nhở. Được rồi anh em ạ, đấy thì chúng ta sẽ như này. Bây giờ ấy, chúng ta phải có cái nền ở bên dưới này. Cái nền ở bên dưới là mình chưa trao rồi. Anh Long với anh thì rồi con của anh Long và anh Vinh thì cũng lớn rồi. Rồi nếu mà vậy thì rồi, hiểu rồi. 1 2 1 2 1. Ôi, thể hiện skill với anh em nhưng mà không thành công anh em ạ. Không thành công rồi. Ủa ôi, thôi xuống ấy kìa. Anh Long và anh Vinh cũng bơi lên kìa. Rồi, tôi bơi lên thôi. Rồi đúng không? À đây đúng rồi, còn thiếu một cục ở đây này. 1. Thì ở giữa này thì mình sẽ cho 4 cục anh ạ. 1, 2, 3, 4. Rồi thì ở đây thì bao nhiêu cục ta? 2 cục, 1, 2, rồi. Đây cũng vậy này. 1, 2 này, 2, 3, 4, rồi. Đó, cũng mất khá là nhiều gỗ anh ạ. Ủa, có Creeper kìa. Họ đâu rồi? Để tôi làm cái súp cho ăn cái anh em ạ. Để chúng ta xây cái mái. Ô, tôi sắp hết cái súp. Tôi hết mấy cái nấm nâu rồi. Chắc có thể tôi đi tôi lấy thêm cái nấm nâu. Rồi. Sống hòa nhã thiên nhiên thôi anh nhở. Sống hòa nhã thiên nhiên thôi anh em nhở. Cần thì phải giết lợn đúng không? Chúng tôi cần phải ăn thịt. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái mái. Làm cái mái thì chúng ta cần slab anh em ạ. Cần slab à? Tôi đang nghĩ thử tí. Slab không biết dùng mỗi cái gỗ này có đủ không ta. Đây, tôi làm hết cái gỗ rồi đi. Xem thử đủ không anh em ạ. Rồi. Anh em thích thì anh em cũng có thể làm cái chuồng kiểu này nha. Tôi rất là thích cái chuồng này bởi vì nó đơn giản rồi anh em ạ. Đơn giản cực kỳ luôn. Nhảy. Rồi. Đây này, chúng ta sẽ làm rất là bình thường thôi. 1 2 3. Đó. Làm cái mái để mình còn trú mưa cho các anh lợn chứ đúng không? Rồi. Sao ta? Tôi bật wiki gì à? Tôi có bật wiki không? Không. Rồi, đó. Đấy, xây mái lấp vào. Thật đẹp anh em ạ. Nhầm. Ôi. Anh từ đâu ra đấy anh? Ghê quá anh em ạ. Ghê quá. Nhưng chắc không sao đâu. Chắc không sao đâu anh ạ. Thì vì là mình có phải gần nó cơ nó mới nổ. Tôi thấy vẫn an toàn lắm. Chúng ta đã xây cái viền bên cạnh nó. Chúng ta đã xây nó dịch lên nó ô như vậy anh em ạ. Creeper nó có biết trèo thang không em? Nờ. Creeper chắc không đâu. Dạ. Đó.
dùng nốt cái rìu này đi chỗ hỏng. Ok. Đấy anh em ạ. Anh em đợi tôi tí nhá, tôi làm xong cái này nhanh mà. Đấy, cứ làm cái này thôi. Đó. Đấy anh em ơi. Đó. Tôi đã xong cái máy ở đây. Đó. Anh cũng có thể nhìn thấy là nó có mấy cái gợn ở đây đúng không? Đó, nó có mấy gợn sóng nó đi lên. Đó. Xong cái máy này từ từ tôi xuống cái nào. Đấy anh em ạ, vừa lúc mà tôi xem cái máy tôi nhận ra có một cái chuyện cực kỳ kinh dị anh em ạ. Anh em nhìn thấy cái gì đây chứ? Cái có đúng chuyện kinh dị không? Bây giờ làm sao mà tôi xử lý nó được mà tôi không có cung anh em ạ. Vừa nãy là tôi có giết được con nhện nhưng mà tôi chỉ có mấy 2 cái thôi. Mình cần làm cái cung là mình cần 4 cái à, là mình cần 3 cái cơ mà đúng không? Ô, gói à, hay đấy. Wow. Cái này là mình đựng ở đồ luôn à? À đúng rồi. Cái gì đây, đồng hồ á, chả cũng đẹp thế nhở. Cái gói này là giống kiểu là cái túi sách mà mình sẽ buộc rồi mang theo lưng ấy, khá là hay nhở. Tôi xem cái cung rồi nào. Ô, cái gì đây? Nến à? Ái chà. Sắp ong. À ok, được đấy. Nó bắt ong về anh em ạ. Pháo hoa này à. Ok. Pháo hoa thì biết rồi. Cái cung của tôi đâu nhỉ? Cái bâu đâu nhỉ? Cung cần bao nhiêu? Cung cần 3 cái cha tôi rồi. Để làm sao mà tôi xử được cái thằng creeper hôm kia anh em ạ. Bây giờ sao anh em ơi? Ôi dồi ôi. Đây các bạn, nó có một cách. Ui, trốn anh các bạn. Đánh rồi mình phải trốn vậy để cho nó không có nhìn thấy mình ấy. Ở đâu rồi? Ô. Ôi, game kinh dị anh các bạn. Tôi đang gọi là làm mọi thứ mà đánh cược sinh mạng của anh Long và anh Vinh đấy và con của hai anh ấy luôn. Chết đi. Ôi chết rồi, chết rồi. Ôi, ok rồi anh em ơi. Đau cả tim. Ok anh em, bây giờ chúng ta xây cái phần bên dưới anh em ạ. Thì bây giờ xây phần bên dưới này mình nhốt hai người. Vậy thì mình, được rồi, tôi cần cobblestone anh em ạ, đi vào đi ngủ cái. Xong sáng dậy mình sẽ lấy đồ ra mình xây phần bên dưới. Rồi, đi ngủ cái nào. Nên, thoải mái anh em ạ. Giết xong creeper đi ngủ cái thích thật anh em ạ. Yên bình. Rồi. Có bổ stone đâu. À đây, cái rừng đá đây rồi. Nhiều lắm. Đá cuội anh em ạ. Cái này là đá cuội. Ok. Cần cái fence nữa nhỉ. Cho mình có thừa cái fence. À còn thừa để nhiều. Ngon quá. Thừa fence và thừa. À đủ ở đây anh em ạ. Mình cần hai cái này thôi là đủ à. Mình còn cần đất nữa mà đúng không. Mình cần lấy đất để mình. Trước nữa mình có lấp cái phần bên trên này cho. Rồi. Rồi. Đấy. Ba anh thích không anh? Ba anh chắc vui lắm. Ôi ôi. Khoai của tôi đâu ấy nhỉ? Tôi cho mấy anh ăn tí. Khoai này chín chưa nhỉ? Chưa chín rồi. Chưa chín rồi. Rồi rồi. Ơ cái gì nhỉ? À không không, nhìn nhầm. Sinh con nệ, đúng rồi. Ok các bạn. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ xây cái ấy này. Ta xây cái đấy thì chúng ta sẽ xây thế nào ta? Nào ta? 1, 2, 3 này. Đó, chúng ta sẽ xây nó bắt chéo qua cái này. Đó. Ủa ơi, chết cha rồi. Lỡ tuột vào chuồng của ba anh ấy rồi. Trời ơi, các anh ấy đủn tôi các bạn. Bây giờ mình muốn ra thì mình ra nào ta? Ở đây. Đó, ra xong cái rồi phải lấp lại luôn anh em ạ. Ôi, lấp vào đi rồi. Ok rồi. Đó, đặt này. Ok, đó chúng ta sẽ làm như vậy anh em ạ. Sau chúng ta sẽ dùng cái fence hàng rào ấy, chúng ta làm cái này. Đó, sẽ chắn nó lại thôi. Không có gì hết đúng không? Rồi. Đấy. Đơn giản mà hiệu quả. À, đúng rồi. Ok, xong rồi chúng ta sẽ. Ơ, mấy cái lock của tôi chết cha rồi. Tôi dùng hết lock rồi các bạn. Tôi làm hết mấy cây gỗ đắc bắc thành cái ván gỗ rồi. Thôi bây giờ tôi dùng tạm cái sồi, dùng tạm cái gỗ sồi vậy các bạn.
Đây gỗ sồi mình đã làm này này, mình sẽ chắn nó lại này thôi. Xong bên này cần không ta? Cần thôi, mình lột vỏ mấy cái này đi. Rồi. Ôi. Ok. Đấy, xong rồi anh em ạ, xong rồi. Xong cái chuồng quá đẹp rồi anh em ạ. Để tôi đứng xa xa cho anh em nhìn này. Đó, được không? Được đúng không? Bây giờ chúng ta lắp đất vào anh em ạ. Lắp đất thì lắp tầng dưới này anh em ạ. Lắp tầng dưới này. Chứ chào rồi mình lắp cái này, trông nữa là mình lắp luôn cả mấy anh lợn rồi. Trông các tôi dùng khoai tôi dắt mấy anh lợn đi qua một đường khác anh em ạ. Nào ai. Đấy. Lắp này. Lắp. Bên này sao ta? Khoai ở đây rồi, may quá tôi cầm khoai các em ạ. Rồi. Thì sao rồi, nhưng mà thế này thì đây, để tôi đào tí anh em ạ. Đấy, múc vào một chút. Rồi. Đấy, chết cha rồi. Mà anh đừng có chạy đâu nhá, từ anh ạ, tôi cầm khoai đã đúng rồi á. Rồi hết đây nó các em. Không em nào được trốn anh em ạ. Ok, xong rồi. Có đủ 4 em chứ? Đủ rồi. Chúng ta sẽ xây lấp nó vào này. Lấp nó vào. Rồi. Đúng rồi, phải để thừa một chỗ này, chỗ nữa là mình muốn đi chứ, đúng không? Rồi. Đây rồi, còn đất. Tôi nhiều đất lắm, tôi không biết vì sao tôi có nhiều đất nhỉ. Thì qua đây nào các em. Hoạt lắm. Rồi anh em ạ, đấy, bây giờ tôi dắt là mấy em mới lên. Đi nào các em. Đúng rồi. Đấy, trường mới của các em đấy. Thích chưa? Được rồi anh các bạn, tôi sẽ ấy cái đấy nào. Chắc cái này vào đúng rồi, phải có cái này chứ. Đấy, mình làm cái cửa nhỏ ở đây là được. Rồi mình có carpet không ta? Carpet rồi mình cần có lông cừu, mà không biết là nhà mình là còn lông cừu không ta? Chắc không còn đâu nhỉ? Tôi làm cái cửa đi nhỉ? Ôi! Tôi đặt cái xong mất craft table của tôi luôn rồi. Hình như là bị lỗi game đấy các em ạ. Bị lỗi game đấy. Quái nào bây giờ thì tôi lại có hai cái này. Game lỗi quá. Ok. Rồi chúng ta sẽ làm cái gậy này. Gậy này. Cái này là cần da thỏ là được đấy. Khi nào tôi ra sa mạc tôi tìm thỏ tôi ấy các em ạ. Đấy, được đấy, tìm thỏ tôi làm cái ấy. Cái túi, cái gói à, cái này gọi cái gói à, vì sao cái gói gì mà to đấy. Nên dịch là cái túi các em nhỉ. Rồi, đẹp anh các bạn. Đấy, đổi lại khiên thôi. Đấy. Mình còn đồ ăn không? Mình hết đồ ăn mất rồi anh ạ, hết đồ ăn mất rồi. Đấy, rất là xong rồi, xong. Xong rồi, có đuốc không? Cắm đuốc cả cái nào. Cắm vào đây cho đẹp. Đấy, cắm vào đây cho đẹp này. Xong rồi các bạn. Chuồng to thích nhá. Ôi dồi ôi. Thích nhá. Từ từ anh ạ, để tôi lấp đất ở bên dưới đã. Cho anh em nhìn này, kiểu này đấy. Em nhìn nó hở này, thấy nó có gì đó nó không đúng không? Đúng không? Có gì đó nó không hợp lý đúng không? Xa quá tôi không lấp vào rồi. Đây, tôi đi vào đây tôi lấp tí các bạn. Đấy, lấp. Ta sẽ lấp như vậy thì nó giống kiểu là nó một cái gò đất ấy. Một cái gò đất nó cao lên và các anh lợn, các anh ở trong đó. May là đất tôi còn nhiều anh em nhỉ, nên là tôi cũng không có lo. Rồi. Đấy, rất là đẹp với các bạn, rất là đẹp. Đây, tôi đứng xa xa cho anh em nhìn. Đấy. Được không? Được có ló không? Được, đấy, rồi. Đẹp rồi các bạn. Đấy, ủi thích nhá, ủi ấm cúng anh em ạ, ấm cúng nhờ. Ok các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tôi còn đoán không ta chết cha. Để lên tôi check thử anh em ạ, đoán tôi hơi thiếu. Đồ ăn. Thì zombie à? Chết cha rồi, ăn tạm thì zombie anh em ạ. Nghèo quá. Rồi anh em ạ, để chúng ta cùng làm cái ruộng nha anh em nhá. Thì tôi có một kiểu làm ruộng rất là hay anh em ạ. Kiểu làm ruộng rất là hay. Nhà mình cũng phải cần rất là nhiều cuốc đây, ngọ cần rất là nhiều cái cuốc này. Đó. Chúng ta sẽ làm xung quanh đây thành ruộng luôn đây các em nhá.
tất cả xung quanh đây thành ruộng luôn. Đó, thì bây giờ làm kiểu kiểu này này các bạn. Chúng ta cùng, à đúng rồi, chúng ta cũng cần cái phiến gỗ sồi, ok. Nhà mình cũng thành ruộng luôn anh em ạ. Đầu tiên là mình phải phá một ô đi, mình đặt nước đã này. Rồi. Đó. Xung quanh đây. Đó. Trước đây là tôi luôn muốn gọi là thử làm một cái nhà mà kiểu là xung quanh chỗ nào cũng cũng là ruộng ấy, kiểu là một cái nhà kiểu rất là nông dân đấy anh em. Đó. Nhưng mà chưa có cơ hội anh em ạ, bởi vì là kiểu là mấy cái vùng đất mà tôi xây ấy không có đẹp. Tôi nhận ra cái vùng này mà nó ở trước biển nó rất là đẹp, kiểu là nó rất là hợp ấy, nó rất là hợp. À, mấy chỗ này có vẻ cần nhiều nước anh em ạ, có vẻ cần nhiều nước. À. Chúng ta sẽ làm cái này và chúng ta chừa ra một cái chỗ anh em ạ. À. Cái chỗ ở giữa này chính là chỗ đường mà chúng ta đi anh em ạ. À. Mà cuốc hỏng khá là nhanh anh em nhỉ. Cuốc hỏng khá là nhanh. À. Phá một cục ở đây này, đặt nước này. Đấy. Đặt nước rồi. Rồi xong rồi. À. Mình dùng cái phiến gỗ mình ấy vào để tôi làm cái ấy nào. Tôi làm cái ấy nào. Làm cái này gọi là cuốc luôn nhỉ. À, làm cái cuốc. Ok các em nhá, anh em đợi tí để tôi làm xong rồi tôi cho anh em xem nhá. anh em ơi. Tôi không hiểu sao mà tôi nghe thấy tiếng kẻ cướp lẩm bẩm anh ạ. Đấy đấy. Anh em nhìn cái góc bên phải không? Tôi vừa ngủ ở đấy. Kẻ cướp lẩm bẩm. Quái nào? Ở xung quanh nhà tôi nó có cướp à? Chúng mới sẽ cướp nhà tôi à? Đâu rồi? Ui rồi. Ui rồi. Gì đấy? Gì đấy? Ui rồi. Nó to thế. À. Ui rồi. Láo thật. Ui rồi. Thằng nào đấy? Sao đông vậy? Mày. Bắn đi à, được rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Rồi. Bắn đi, bắn đi. Ơ. Ừ. Bắn đi, bắn đi. Thế quái nào mà nó không bắn trúng cái này nhỉ? Tình nguyện bị lưu đấy. Mày. Mày này. Tình nguyện bị lưu đày là cái gì đấy anh em? Vì sao mà tôi có cái gì ở đây này? Điểm xấu à? Điểm xấu là sao? Điểm xấu là sao anh em? Chết cha rồi. Tôi làm cái gì có lỗi hả? Ô có cờ này, cờ báo hiệu điểm xấu rồi. Thế là sao bây giờ tôi phải làm gì với cái cờ này? Treo trước cửa nhà cho đẹp anh em ạ. Đấy điểm xấu ấy, thằng nào láo cứ vào đây mà chơi. À. Điểm bây giờ xấu ấy anh em nhờ. Sợ quái gì. À. Đấy tôi đang làm dở cái ruộng anh em ạ. Đấy, tôi nhận ra là cái ruộng của tôi đấy. Tôi sẽ tiếp tục cái đào này tôi đó. Tôi sẽ làm ra một cái đường. Ơ, tôi sắp hỏng rồi. Ở đây các bạn thì là giữa này thì chúng ta phải lấy cái đường mà. Thì ở giữa này chúng ta sẽ để cái đường mà. Đó. Giữa này chúng ta sẽ không có trồng gì hết. Mình đang nhảy cho nó hỏng ruộng đấy anh em ạ. Đấy, xong xong cắt vào đây này. Đó, cắt. Đấy, đặt nước vào đây là được này. Đó, anh em ạ. À, rất là ok rồi đúng không? À, tôi ruộng cái này cũng hợp lý rồi đấy. Bởi vì giờ nhà mình cũng không có nhiều nên là tôi làm tạm vậy đã. Nhờ. Đã trồng. Được đấy. Rồi. Anh em cứ đợi xoài cây nó lớn đi rồi tôi cho anh em xem. Nó đẹp lắm. Rồi ôi. Trước khi tôi làm mà tôi đã tính toán thì tưởng tượng ở trong đầu rồi. Tôi mới nhìn thấy con Reaper ở đây đúng không? Có đúng không? Vì sao mà tôi lại nhìn thấy thần nó ở đây nhở? Vì sao tôi có linh cảm tôi nhìn thấy cái gì đó ở đây nhở? À. Ok anh em ạ, đó. Có vẻ là không có cái con nào đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mà xây một cái nhà nhỏ. Một cái nhà nhỏ anh em ạ. Anh có biết là cho ai không? Thì tôi chặt cái cây đi vướng quá anh em ạ. Rồi.
cho bác nông dân tương lai nghe không ạ? Bởi vì là anh em có thể thấy là cái ruộng này của tôi tự dự tính trong tương lai nó sẽ rất là to đúng không? Đó. Vậy nên là tôi rất là cần có một anh nông dân để cho anh ấy canh cái chỗ này cho tôi các bạn. Đó. Đã xây một cái chòi nhỏ. Nào, xây ở đâu ta? Chòi nhỏ. Tôi muốn xây ở bên này nhưng bên này nó đang bị cái đống lá cây nó vướng quá. Tôi đào cái đống lá cây, phá cái đống lá cây đi. Đấy. Cái chòi của chúng ta sẽ ở đây các bạn. Đấy. Chòi cho farmer. À. Ok. Ok rồi. Múc tí nước đã. Ôi, sao này ta? Sao này? Đặt nước vào, rồi, bị lỗi các bạn, thỉnh thoảng là nó bị lỗi vậy đấy, khổ lắm. Rồi. Ok, hết lỗi rồi. Đã xây một cái chòi nhỏ thôi. Thì tôi cũng đã nghĩ qua cái chòi nhỏ xây thế nào rồi. Hay cái chòi nhỏ của tôi thực ra tôi rất là thích xây bằng cái hàng rào anh em ạ. Rất là đẹp đấy, tôi sẽ thử cho anh em xem. Đã, chúng ta xây ở đây đi. Một, đúng rồi, không được mà. Nào. Lên nào, rồi. Ta cách ba ô, cách ba ô. Cách ba ô nhỉ? Cách ba ô ở đây à? À, ok. Ok. Trên này mà. Rồi. Trên này mà. Rồi. Xong bây giờ chúng ta sẽ xây cái phần đằng sau này. Phần đằng sau này chúng ta sẽ cần cái đất này. Lấp cái chỗ này vào. 1, 2, 3, 1. Đây đi. À. Mình một cái đây này. Cái ở trên này này. Cái trên này. Cái trên. À đúng rồi. Được cái đấy. Nhảy. Ta làm slab anh em ạ. Rồi, vài tấm slab à. Okay, 32 tấm chắc đủ rồi đấy. Ui dồi. Không lên anh em ạ. Không lên rồi. Rồi. Slab rồi. Ta xây này 1 này, 2 3 4 này. Đó. 5 6. Hơi thiếu ở đây đúng không? À đúng rồi, bị thiếu mất đây này. À. Nhầm rồi. Tôi phải xây nó hơi dịch lên trên một chút chứ. Đây. Đó, nó phải như vậy anh em ạ. Đó. Hợp lý chưa? Đặt vào đây đi. Đó, rất là ngon nghe anh ạ. Đấy, xây theo cái kiểu của cái chuồng ngựa luôn. Của cái chuẩn lợn chứ. Đấy. Rồi. Đi thiếu mất cái góc này. Một, hai, à, có ngay cái góc rồi. Ok các bạn ạ, bây giờ tôi sẽ xây thêm một chút nữa ở đây đi. Để hàng rào ở đây chứ đúng không? Chứ không thì mấy anh ấy đó, không thì quái nó vào đánh anh em ạ. Rồi. À, đây. Trông hơi si đai các bạn nhỉ. Trông hơi si đa đúng không em? Sao trông như thế nó hơi si đai các bạn? Không sao đâu. Nhưng mà anh nông dân chắc chắn là anh sẽ cực kỳ trân trọng cái căn nhà này của tôi các bạn. Sao đâu. Ok. Đó. Đấy. Chòi cho dân rất đẹp anh ạ. À, tôi xây thêm hai góc vào đây nữa cho đẹp nào. Rồi. Cho nó smooth hơn anh em ạ. Rồi. Đấy. Trông có vẻ smooth hơn rồi đấy. Ok các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm làng em nhá. Đó. Cùng đi tìm làng sau đây tôi sẽ bê một anh dân về các bạn. Tìm làng thôi mà xung quanh đây là nó không có làng đâu ạ. Thật là tôi đã đi xung quanh đây rồi nhưng tôi không thấy làng. À đúng rồi. Tôi cũng cần phải làm tấm slab để tôi đậy mấy cái chỗ nước lại chứ nhỉ. Rồi. Rồi, đậy lại để mình đi để mình không có bị tụt xuống mấy cái chỗ này các bạn. Trên này có không? Ui chết chảo, may quá. Không hỏng. Ok. Còn chỗ nào không? Ok hết rồi đấy các em ạ. Ok chúng ta cùng cùng làm cái thuyền rồi thì đi lên đường để đi tìm
dân làng thôi anh em ạ. Tôi xem nào, cắt tí gỗ đây anh em ạ. Rồi tôi cần một cái bát à, hai cái grab xe bồ để một cái ở nhà đi nhở. Yeah. Mấy cái đồ lung tung này đó, cái này cắt đi này, mạng nhện không cần đâu này, cây à, cây cắt vào đây này, cây này, gỗ này, gỗ cắt vào đây này, đá cắt, cát cắt bên dưới này, đá này, rồi slab cắt vào đây này. Còn gì không ta, hết rồi ấy nhở, mà đồ ăn tôi thiếu nhở. Rừng đồ ăn trống rỗng luôn rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta còn làm cái thuyền nhá. Thuyền. Rồi. Thôi chịu khó ăn tạm mà giờ ấy anh em ạ, chịu khó. Nhưng mà cái cờ này ở đây vướng quá nhỉ. Để tôi tìm chỗ khác đặt cờ anh ạ. Đặt ở đây là được không? Không được à? Chơi là được không? U được anh em ạ. Đó. Đấy, nhà tôi là nhà của kẻ cướp anh em nhá. Đấy, nhìn cái sợ ngay đúng không? Đặt cái đốt ở đây cho đẹp. Rồi. Đẹp rồi. Nào, đi chú ru rồi các bạn. Tôi thích cái chú ru lắm anh em ạ. Chỉ thích cái chú ru thôi. Đấy. Rồi, đi thôi nha. Đấy, có ống nhòm. À đúng rồi, phải mang cái giường nữa chứ. À không không, cái giường mình cứ để ở nhà để mình có cái điểm spawn. Ô. Mà tôi có cái thuyền rồi mà. Tôi có thuyền rồi mà. Không sao anh ạ, các bạn thêm cái nữa đi, biết đâu chốc cần đúng không? Ok các bạn, chúng ta đi thôi. Rồi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đấy, ra khơi lúc... À, vị trí nhà tôi ở đâu ta? 152-78, ok. Chốc biết đường đi về anh ạ. Tạm biệt căn nhà nhá. Anh đi một tí, chốc anh quay lại nhá. Ok các bạn. Đi về phía chân trời anh em ạ. Ok anh em. Thì sau khi mà tôi chạy xuyên đêm thì tôi cũng đã tới được một ngôi làng ở đây anh em ạ. Đây, cái vị trí của nó đây, anh em nhìn rất là xa. Khá là xa đúng không? Tôi chạy từ nhà tôi qua đến tận âm 750 và âm 300, khá là xa anh em ạ. Đó, thì nhưng mà tôi phải nói thật với anh em ạ, đó là tôi đã lên trên mạng và tôi xem thử xem cái điểm xấu nó là cái gì anh em ạ. Và cái điểm xấu này ấy, anh em ạ, nó đúng là điểm xấu luôn anh em ạ. Đó là nếu mà mình mà đi vào trong làng ấy thì bọn quái và bọn cướp nó sẽ spawn ra và nó đánh mình anh em ạ, và nó sẽ cướp cái làng ấy. Đây chính là cái gọi là cái đáng sợ của cái điểm xấu ấy anh em ạ. Vậy nên bây giờ tôi đã ở trong làng nên tôi không biết là tôi có nên vào trong làng không anh em ạ, thật. Tôi không biết là tôi có nên vào trong làng không. Bởi vì nó quá là nguy hiểm anh em ạ. Ok các em ạ, thì ok thì tập hôm nay là chúng ta tới đây thôi anh em nhé. Hôm nay chúng ta chỉ xây chuồng và đi tìm làng thôi. Và ngày mai các em ạ, bởi vì tập hôm nay hơi ngắn đúng không? Nên là ngày mai tôi sẽ up tập tiếp theo luôn. Tập tiếp theo chúng ta sẽ đánh cướp anh em nhé. Ok. Bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em. Yêu anh em rất là nhiều.